Ngày 22 tháng 9, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tới thị sát hiện trường, thăm hỏi và tặng quà các gia đình có người thương vong sau trận lũ quét tại xã Liên Minh, thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai. Đây là cơn lũ lịch sử, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng, khiến 5 người thiệt mạng, 2 người mất tích và 7 người khác bị thương. Các lực lượng chức năng đang duy trì khoảng 300 người tìm kiếm những người mất tích. Đất sản xuất của khoảng 200 hộ dân bị hư hại lớn. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới những gia đình chịu nỗi đau, mất mát do có người thiệt mạng hoặc mất tích. Thăm hỏi, động viên, chia sẻ với bà con về những thiệt hại lớn về người và tài sản do lũ gây ra, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng yêu cầu chính quyền địa phương tiếp tục huy động lực lượng tìm kiếm cứu nạn, động viên giúp đỡ các gia đình bị nạn và thống kê thiệt hại để khẩn trương hỗ trợ bà con sau lũ.